Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine ngày 22 tháng 3. Chương trình được phát sóng trên hệ thống truyền hình VTC và hệ thống nội dung số VTC Now. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cập nhật diễn biến mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine ngày 22 tháng 3, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết hạm đội Biển Đen đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng tàu không người lái vào Sevastopol. Thống đốc Razvozhayev chia sẻ trên Telegram rằng hạm đội của Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng tàu mặt nước không người lái vào sáng sớm ngày 22 tháng 3. Ba tàu đã bị phá hủy. Các phương tiện này đã tìm cách xâm nhập vào vịnh Sevastopol. Tuy nhiên, lính hải quân của Nga đã nổ súng ngăn chặn. Hệ thống phòng không cũng đồng thời được kích hoạt. Không có người nào bị thương, cũng không có tàu chiến nào của Nga bị phá hủy trong cuộc tấn công này. Một vài cửa sổ bị vỡ trong quá trình ngăn chặn phương tiện đổ bộ của đối phương. Theo ông Razvozhayev, thì tình hình đang được giám sát chặt chẽ. Tất cả các lực lượng đều được đặt trong tình trạng cảnh báo cao. Sevastopol nằm trên bán đảo Crimea, là nơi đặt trụ sở của hạm đội Biển Đen. Khu vực này liên tiếp xảy ra các vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tàu không người lái trong những tháng qua. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình xung đột Nga-Ukraine tại Donetsk, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 3, tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy 3 hệ thống radar phản pháo do Mỹ sản xuất của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua, ở trong khuôn khổ chiến dịch quân sự ở Ukraine. Phát biểu với báo chí, ông Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy 3 radar phản pháo ANTPQ-37 do Mỹ sản xuất ở khu vực gần các khu định cư Sandery Golovo thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, khu vực Orekhov ở vùng Zaporizhia và Bilozioka thuộc Kherson. Trong 24 giờ qua, thì các máy bay tác chiến, chiến thuật, lực lượng lục quân, tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 95 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cùng với nơi tập kết nhân lực và thiết bị của đối phương tại 107 khu vực. Tại hướng Kupiansk, các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và thiết bị của đối phương, bắn hạ 80 binh sĩ, phá hủy 3 xe bọc thép và 1 khẩu lựu đạn D-20. Ngoài ra, thì các hệ thống pháo binh và súng phun lửa hạng nặng của Nga đã tấn công các cứ điểm của quân đội Ukraine ở khu vực Krasny Liman, bắn hạ 95 binh sĩ, phá hủy 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, lựu pháo D-20 và D-30. Nga cũng thực hiện các cuộc tấn công tương tự tại Kherson, Zaporizhia. Ukraine hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về tuyên bố của Nga. Thưa quý vị, liên quan đến dự đoán về tình hình xung đột tại Ukraine thì mới đây, tướng hàng đầu của Mỹ Mark Milley dự đoán cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khó có thể kết thúc trên chiến trường mà sẽ cần phải được giải quyết trên bàn đàm phán. Ukraine sẽ phải trả giá đắt để có thể đẩy lùi lực lượng Nga. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley cho rằng cả Nga và Ukraine đều không thể đạt được mục tiêu của mình thông qua sức mạnh quân sự. Theo ông Milley, các nhà ngoại giao từ các quốc gia khác nhau sẽ là người cuối cùng chấm dứt cuộc xung đột. Ông Milley nói rằng, đến một thời điểm nào đó, tất cả sẽ nhận ra rằng cái giá phải trả để tiếp tục thực hiện chiến dịch tấn công thông qua các biện pháp quân sự là một thách thức lớn. Trên thực tế, rất khó để Ukraine đẩy lùi tất cả các binh sĩ Nga bằng biện pháp quân sự. Ukraine sẽ phải trả cái giá rất lớn về người và của cải. Vì vậy, cuộc xung đột nên được giải quyết bằng cách ngồi vào bàn đàm phán. Quan chức Mỹ đã bày tỏ lo ngại về việc Ukraine khó có thể đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ hiện do Moscow kiểm soát, và tin rằng các cuộc đàm phán sẽ quyết định kết quả xung đột. Giao tranh giữa Nga và Ukraine đang tập trung theo một mặt trận mở rộng ở khu vực Donbas, phía đông Ukraine. Nga đã bắt đầu thực hiện một cuộc tấn công vào mùa xuân với việc tiến công theo nhiều hướng và huy động hàng trăm nghìn binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, cho đến nay, những nỗ lực này tạo ra rất ít bước tiến. Trong khi đó, Ukraine đang gặp khó khăn khi phải hứng chịu các đòn tấn công từ Nga và ngăn chặn Moscow giành quyền kiểm soát thêm những vùng lãnh thổ mới. Kiev vẫn đang chờ phương Tây chuyển giao một loại vũ khí tiên tiến và hiện đại như xe tăng, chiến đấu bộ binh và hệ thống pháo binh. Tiếp theo bản tin sẽ là một thông tin liên quan đến tình hình viện trợ vũ khí quân sự cho Kiev. Ngày 21 tháng 3, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đang đẩy nhanh tốc độ việc chuyển xe tăng hạng nặng Abrams tới Ukraine. Trước đó, Mỹ từng cam kết triển khai 31 xe tăng Abrams M1A2 sang Ukraine. Tuy nhiên, có thể mất tới 1 hoặc 2 năm để sản xuất và vận chuyển tới Ukraine. Chính vì vậy, Lầu Năm Góc đang có kế hoạch chuyển mẫu xe tăng M1A1, tuy cũ hơn nhưng dễ sử dụng và bảo trì hơn cho Ukraine để vũ khí này được đưa tới Ukraine sớm hơn Abrams M1A2. Loại xe tăng này hiện đang có sẵn trong kho dự trữ của quân đội Mỹ. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Reeder, các xe tăng M1A1 sẽ được tân trang lại và điều chỉnh để phù hợp với điều kiện chiến đấu ở Ukraine. Hiện chưa rõ khi nào Mỹ sẽ bắt đầu huấn luyện cho các lực lượng Ukraine cách thức sử dụng, bảo trì và sửa chữa loại xe tăng M1A1.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cần đảm bảo rằng phía Ukraine có đủ các bộ phận cần thiết để duy trì sự hoạt động của các xe tăng loại này. Thưa quý vị, sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào chiều 21 tháng 3 theo giờ Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước báo giới cho biết các đề xuất của Trung Quốc có thể được sử dụng làm cơ sở cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, nhưng phương Tây và Kiev vẫn chưa sẵn sàng. Chúng tôi thấy rằng nhiều điều khoản trong kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đưa ra phù hợp với cách tiếp cận của Nga và có thể sử dụng để làm cơ sở cho một giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ sự sẵn sàng nào từ phương Tây và Kiev. Trong một tuyên bố chung đưa ra sau khi kết thúc chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tới Moscow, hai nhà lãnh đạo cảnh báo về bất kỳ bước đi nào có thể đẩy cuộc xung đột Ukraine vào một giai đoạn không thể kiểm soát, đồng thời nhấn mạnh rằng không thể có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Tổng thống Putin tin tưởng các điều khoản trong kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đưa ra phù hợp với cách tiếp cận của Nga và có thể được coi là cơ sở cho một giải pháp hòa bình. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại quan điểm trung lập của Trung Quốc về Ukraine và kêu gọi đối thoại. Đề xuất của Trung Quốc gồm 12 điểm kêu gọi giảm leo thang và cuối cùng là ngừng bắn ở Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Trung Quốc và cho rằng đề xuất một lệnh ngừng bắn thời điểm này sẽ tạo điều kiện cho quân đội Nga có thêm thời gian để củng cố lại. Kiev hoan nghênh sự tham gia ngoại giao của Trung Quốc, nhưng yêu cầu Nga phải rút quân và nhấn mạnh sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Và vừa rồi là những tin tức mới nhất về tình hình xung đột ở Ukraine ngày 22 tháng 3 được phát sóng trên hệ thống truyền hình VTC và hệ thống nội dung số VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Những bí ẩn chưa từng được tiết lộ, hồ sơ những vụ án kỳ bí, những sự thật khó tin, những tập tục kỳ lạ, những hình ảnh độc đáo từ khắp nơi trên thế giới. Khám phá ngay Chuyện Đông Tây, phát sóng trên các nền tảng của hệ thống nội dung số VTC Now 20 giờ tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần.